Sơn hả? Ôi, anh làm gì đấy? Nay rảnh lên đây thăm anh em xe cũ này anh. À, thì nhìn xe mới này, cũng chậm nên là lên xem với anh em thì nhìn xe cũ anh em làm ăn như thế nào này. Cái này vẻ đẹp quá ha. Ôi, vẻ hôm qua đấy anh ạ. Bên Hà. Xe này chạy nhiều không? Chiếc này 33 ngàn anh ạ. Dạ. Xe cá nhân hay công ty à? Cá nhân anh ơi. Yeah. Mấy nay mình về khá nhiều xe cá nhân đấy. Có lẽ là do đợt này dịch ấy, nên là mấy anh em chạy cũng hiệu quả cũng không cao, nên là bán lại tương đối nhiều ấy. Yeah. Xe này mua về chạy gia đình ngon ha. Nhìn thấy còn chất xe này còn mới quá. Nói chung là với mẫu Innova và dạng này chạy được có 33 ngàn thì chắc là không phải chạy khoảng độ vài năm nữa phải đổi xe đấy Sơn. Yeah. Bánh xe cua này còn mới quá. Mua như chưa hạ luôn á. Xe này full option đúng không? Full option luôn. Xe này ngân hàng vay được nhiều không? Với xe cũ bây giờ thì mình vẫn cho vay khoảng độ được 7% giá trị xe. Và lãi suất cũng khá rẻ đấy. Cho những em nào mà chúng ta đang cần chạy đình thì cũng khá rẻ. Xe này vẫn áp dụng tài chính của Toyota được chứ đúng không? Vâng, vẫn vay toàn quốc anh ạ. Lãi suất khoảng 0.6 thôi. Ủa, xe này anh em nào mà mua về thì ngon ha. Đồ chơi ngập ngộ lên này à. Đâu còn thiếu gì nữa đâu. Sao anh? Đối xe đồ chơi đâu còn thiếu gì nữa đâu. Nói chung đủ hết rồi, còn gắn thêm hai cái body kit trước luôn đấy. Trước sau luôn đấy. Có body kit rồi. Tính ra option hơi nhiều nha. Tính ra con này là giá bao nhiêu? 775 anh ạ. 775 mà xe mới bây giờ ra giấy tờ nó khoảng tầm 950. Tính ra cũng rẻ hơn được cả hơn 100 triệu. Không, quan trọng là phụ kiện cũng nhiều ấy. Ước tính nha, ước tính cái gói phụ kiện này nếu mà mới đầu mà chủ mà chơi xe ấy, thì bỏ ra số tiền chắc phải tầm khoảng độ 40-50. Ghế da thì 18.500 này. Ok. Option bên ngoài nữa. Nói chung là trong cái thời khắc khó khăn này mà mình mua cái xe cũ này về cũng đỡ được khúc đây thôi. Đúng không? Động cơ này. Hey, tụi em kiểm tra hết rồi đúng không? Nói chung là ok hết rồi. 176 mục xong hết rồi này. Đang chờ mấy anh em tới hốt xe, thôi. Xe này có trang bị thêm cái mặt ga lăng mạ chrome hả? Đúng rồi. Nhìn cái xe cái mặt nhìn cái ga lăng này nhìn nó ngầu ha. Trước sau luôn. Quá đẹp một chiếc xe. Xe mới này bán sao chưa? Xe mới tình hình cúm cũng hơi chậm. Chắc là phải tình hình chờ là ổn định lại cuối năm thì thị trường xe hơi nó mới mới sôi động lại được. Xe cũ đợt này cũng khó khăn không kém đâu. Này hả? Cái này là khi mà giao cho khách hàng là mình có cung cấp mấy cái giấy bảo hành và kiểm tra đúng không? Có chứ anh. Xe này vẫn còn nguyên bảo hành của Toyota mà. Đúng rồi. Không, nhưng mà cái bảo hành mà đã kiểm tra chất lượng là mình giao cho khách luôn không? Đúng rồi, giao khách luôn chứ anh. Đấy, quá tuyệt vời rồi. Có em ơi. Rồi ok. Rồi có khách coi xe cho thôi, chắc em chạy xe xuống đây. À vậy hả? Thôi chúc bán chiếc xe này luôn nha. Vì anh, cảm ơn anh. Ừ. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không? Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước.
chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55.